phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì... Thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Không, ảnh xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cưới em luôn. Cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện đó là vậy là bừa bộn rồi. Bừa bộn đó. Dạ. Đó. Không có làm biến cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay dọn hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xăm dọn. Có nghĩa là cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tôi gặp lại cố nhân. Xin chào chị nghệ sĩ Nhân Dân. Chào anh Quốc Thuận. Chào các nam Trọng Nghĩa. Đó. Hết hồn. Dạ công chúa. Dạ, công chúa vợ Trọng Nghĩa. Nó nói là lâu dữ lắm rồi. Từ sau cái gì? Vợ cái lương Rồng Phượng anh hả? Cái tựa bây giờ lâu Thuận nhắc. Hồi đó là em đạo diễn, Nghĩa đóng em. Chị với anh Nghĩa là chung một cái tuồng gì mà tới bây giờ không có nhớ ra được. 20 năm hả Nghĩa? Mà hát Tinh Tàu rồi hát Công Đình rồi đó. Ghê đúng. Ừ ghê. Rồi Hồng Vân là hồi xưa con mê kép hát. Tối đó nướng khoai lang lùi đó đi cho kép hát ăn. Ừ. Mà nướng khoai lang ở ngoài coi đẹp lắm, đen chín ngon lắm. Mà trong sống nhăn à. Thiết kế nướng. Ừ vậy đó hả? Rất là hân hạnh được tiếp chuyện cùng với một ông anh mình rất yêu quý. Đó là nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Thanh Trang, hiện nay em 25 tuổi, đang kinh doanh online. Mời anh. Tôi thì tên là Võ Trọng Nghĩa. Tôi đang cộng tác cho nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Yeah. Em đoán nha, hôm nay anh khoảng 45 không? 45, xem đúng rồi. Mà nó ngược lại 51. Đúng vậy. Trời ơi. Ừ. Đẻ quá anh Nghĩa ơi. Hai đứa tôi em, đã nói hai đứa tôi xưng tên với nhau thì bạn đoán, bạn phải suy nghĩ chứ, bạn phải suy nghĩ chứ. Có nghĩa là ngoài mặt trẻ đúng không? Đó, Phật trẻ. Cũng trẻ luôn. Phật đâu đứng lên đi rồi. Phật đó. Trẻ luôn, vợ đúng trẻ luôn. Đó, bình thường ơi, nó bốn mấy nè. Nè, bây giờ làm mụ không à chứ không thể nào làm đào được. Thôi. Đó tôi làm đào tôi đóng chung với ổng đó. À Nghĩa xin cảm ơn Hồng Vân và Quốc Thuận. Bây giờ quay trở lại câu chuyện tình yêu của hai người. Anh Nghĩa là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng bên nghệ thuật cải lương. Thanh Trang có phải là do đi xem một vở cải lương và dạ. Có phải là fan? Nếu mà nói là fan thì em không phải là fan của chồng em. Ở dưới quê em thì tên Trọng Nghĩa thì được bà con cô bé khán giả rất là yêu mến luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó em nhỏ quá, em có một cái người chị nuôi á, tên là Ái Hằng, thì chị đó cũng là nghệ sĩ luôn. Em đi xem chị đó hát, vô tình là tối đó chị đó hát chung với ông xã của em. Em thì em cũng mê cái lương lắm. Anh kép này thì cũng gọi là đẹp, ra sân khấu gọi là cũng bị là hơi sáng. Chị em hát thì xong rồi phải vô trong khán phòng ở trong á. Dạ. Thì em gặp anh này đúng không? Dạ là lúc em đi vô thì ông xã em ngồi trang điểm kế bên chị em luôn. Ở đó anh tôi đảm bảo ông này không phải nghía. Cái vụ này là bây giờ mình cũng nói thiệt luôn là không bắt chuyện gì hết. Em cho anh xin số điện thoại đi. Cái đó là trước tiên rồi ha. Số em hả? Rồi sau khi cho ảnh số điện thoại, ảnh có nhắn tin, ảnh có cưa cẩm gì không? Ảnh nói liền luôn à. Ngày mai anh có hát cái đó nếu em có rảnh lại chơi. Rồi em có lại coi không? Dạ có, mà em lại chơi. Đúng không? Trong suốt một khoảng thời gian sau đó là anh Nghĩa có thường xuyên coi như là gặp gỡ em hoặc là có liên lạc có với liên em. Lạc với em, có chở em đi xem anh hát không? Dạ sau đó thì tụi em chỉ gặp có một lần là hẹn đi uống nước thôi chứ không có đi xem hát. Tại vì em lên em ôn thi chỉ có một năm thôi là em về lại quê. Em nhưng mà nguyên một năm trời đó là gặp nhau được bao nhiêu lần? Có một lần. Một lần ôi. Một khi nào hai người mới bắt đầu quen nhau? Khoảng hai năm sau lận. Trong 2 năm đó thì giống như là hai vợ chồng vẫn có liên lạc bằng điện thoại, nói chuyện qua lại với nhau. Không có về Cần Thơ được rồi, tại không vì có ai gặp ai. Có khi đòi suốt chơi mà cũng không có chịu. Em không có cho. Rồi thì bây giờ em hỏi bà mẹ thưa coi, bây giờ em có một người lớn tuổi thương em vậy đó, thì cha mẹ có đồng ý hay không? Là anh đã tỏ tình với Trang rồi đúng không? Chưa tỏ tình gì hết trơn, nói vậy thôi. Người người ta có một cái đường hướng tấn công khác nhau. Xong cái có một lần nữa thì gần Tết đi chùa thì... Hỏi đi chùa làm chi vậy thôi, đi chùa cầu duyên.
mình thương người đó mà không biết người ta có thương mình không, nói bông quơ vậy đó. Nhưng mà có một ngày quyết định á, mình xin phép xuống dưới đặng giống như thăm ba mẹ thôi. Nhưng mà đi cũng đông lắm chứ không phải đi người. Phản ứng của ba mẹ lần đầu tiên gặp một nghệ sĩ Trọng Nghĩa tới nhà thì thì lúc đó ba mẹ em nói trời thiệt không con, hay là con giỡn gì? Thì em nói dạ con nói thiệt mà, thì bây giờ mẹ cứ ở nhà đi, nếu mà chừng nào người ta không có lợi á thì mẹ nói con nói dốc. Rồi xuống rồi ba mẹ sau đó có hỏi gì em không? Không, ảnh là... xuống cái xong cái ảnh đi thẳng vô cái đề tài hỏi cuối em luôn. Tại xuống mới có hỏi thôi. Thì hai bác với cha đồng ý thì con về con dẫn người lớn xuống nói chuyện. Tại vì mình lớn tuổi rồi mà con đã mới lớn mà mình nghệ sĩ nữa. Cũng nói thiệt thì nghệ sĩ thì cũng có người ưa mà có người thì người ta cũng không phải thích lắm. À. Ừ. Cho nên là mình có cái mặc cảm đó. Mình sợ không biết có thích nghệ sĩ hay không, ví dụ vậy đó. Nói chuyện xong á thì ông già bà già nói câu vậy, nó thôi bây giờ con cứ về đi rồi có gì để bác bàn với Trang lại rồi có gì trả lời cho con biết. Anh nói chuyện thẳng với ba mẹ là anh xin hỏi cưới em không? Em bị mất hồn không? Dạ có. Tại vì vô đầu anh nói với em là anh chỉ nói là xuống gặp ba mẹ hỏi thăm thôi, giống như hỏi thăm thôi à. Em về tối đó em nhắn tin là em nói ủa anh nói anh xuống nhà em chơi thôi mà sao tự nhiên cái anh vô vấn đề luôn, anh chưa biết là em có đồng ý không mà. Cái em nói là phải đi trước chú, đi chậm quá lỡ anh ta hốt là sao. Nhưng mà trong lòng em á là lúc đó em đã thương ảnh chưa? Thương á thì cũng chưa có thương đâu chị. Nhưng mà nói lúc mà ông xuống ông nói chuyện với ba mẹ đó, ông có nói thông tình hết luôn hoàn cảnh của ông về đó. Ủa cái chuyện đó là dĩ nhiên phải thật tình à? Thì em cũng biết là từng hôn nhân đổ vỡ gì đó. Ví dụ như con có cái gì mình kể ra tiền trong ngân hàng có nhiều, có cái nhà hoặc chiếc xe gì đó thì mình nói vậy. Có nghĩa là hoàn cảnh mình sao nói ra hết. Nói như vậy. Rồi có gì gia đình con lúc trước có làm sao con cũng kể ra hết vậy. Rồi sau bao lâu thì ông bà mới trả lời cho Nghĩa biết là gia đình đồng ý cho hai đứa tìm hiểu. Từ lúc mà ngày mà nói chuyện đó cho tới mà ngày dẫn người lớn xuống đó là cũng tầm khoảng nửa năm, gần nửa năm. Đó. Hai người yêu nhau bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Xuống gia đình cho tới ngày đám cưới luôn á là khoảng 4 năm à. 4 năm. Để cổ sợ cổ học cũng được. Nên anh chờ em đi. Chờ. Vậy là Trang đã tốt nghiệp đại học rồi? Dạ em đã tốt nghiệp đại học luật kinh tế. Vậy đó mà bây giờ không có đi làm nhà nước hả? Dạ nhà bán hàng chơi vậy? Tại vì bây giờ nếu mà em đi làm thì nó cái giờ giấc em nó sẽ bị gò bó, với lại em không có thể nào phụ ông xã em được hết trơn á. 3 năm mấy rồi 4 năm đó là yêu nha. Anh vẫn đi hát, cô này vẫn đi học. Vậy thì có bao giờ mà cô Trang cổ được có một cái là cổ nói như thế này, cô nói cái gì thì cái gì, nhưng mà phải sau cái ngày đó thì chúng mình mới là tiến tới cái chuyện chứ còn cho nhiều khi là mình đàn ông mà đúng không, mình sẽ có những cái gì đó là những cái lúc nữ không kiềm chế thì cổ cũng có nói vậy thì mình vẫn tôn trọng cái lời nói. Trời ông Nghĩa ông hiền quá thật sự á. Dạ thì em có nói rồi ông xã em cũng ok luôn. Cái mặt ông lúc đó chắc tội dữ lắm á. Dạ đúng không? Mặt tội dữ lắm đúng không? Dạ. Có vụ không? Có vụ mà đâu có vụ được em đâu. Sao chị? Em bộ em hay đi dụ người ta lắm hay sao? Chị mất người quá hả? Mắc cười hỏi quá. Tại vì chị nói là nhìn cái mặt ông rồi nghiệp quá. Chị nói thiệt đó. Em á nhiều khi chỉ bình thường thôi, nhiều khi ngồi chỉ cần nhìn thôi. Nhìn nó mắt thèm khác thôi, ví dụ vậy. Không cần nói ra miệng đúng không? Nắm cái tay cái làm bé kia nói liền thôi anh ơi. Khi nào đám cưới xong đúng không? Là bắt đầu rất còn ông này là ông cứ nghĩ là ai cũng ông cũng phải gạ phải dụ mắc hấp thì đó em phải hỏi coi có không, không có thì mình mừng cho mình mừng cho dạ. Bé mình mừng cho anh Nghĩa đúng không? Rồi bây giờ cưới nhà được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi. Có bao nhiêu tật xấu lòi lao? Dạ tật xấu thì chỉ có là ghen nè, ghen luôn, với lại hơi được không có gọn gàng. Ghen là nói chung là từ lúc mà hai vợ chồng quen nhau cho tới lấy luôn thì có 3 câu chuyện để ghen chấn động luôn. Hồi lúc mà em học ở Cần Thơ á thì có một cái người bạn thân, mà người bạn thân đó là nam, thì bạn đó cũng mướn cái phòng trọ gần đối diện với em luôn. Thì thường là ban ngày á bạn đó ngoài đi học thôi là về là qua bên phòng em chơi nấu ăn cho em, rồi xong á cái nhầm khi tối chơi tới hả 8-9 giờ 9-10 giờ chừng nào buồn ngủ mới đi về. Cái mỗi lần điện cái thấy bạn em bên đó cái bắt đầu xong tự nhiên cái tắt điện thoại luôn, không nói chuyện mấy ngày luôn. Cái lúc đó chắc em gọi cũng... FaceTime thấy hình đó. Dạ đúng rồi, gọi thấy hình đó. Ghen nhưng mà không nói, lúc đó em cũng không biết luôn. Cái em nói trời chắc ông này không lẽ người ta nói là thiệt, giống như nghệ sĩ là hay đào hoa này nọ. Cái nói không lẽ giờ ông gặp người mới sao ta. Rồi đến khi nào em mới biết là cái hành động đó là cái em thấy nó vô thường quá, em bước xuống em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em điện mà không bắt máy biết bao nhiêu cuộc luôn. Cái em mới nhắn tới một câu,
ủa có gì thì nói, mắc mớ gì tự nhiên em nói chuyện điện thoại mà tắt ngang vậy, vô duyên mất lịch sự. Cái xong cái em nhắn tới, thấy em nhắn tin dữ lắm, điện thoại dữ lắm, cái mới điện thoại lại. Cái nói, ủa sao mỗi lần tôi điện em là tôi thấy cái thằng ở bên phòng em. Trời ơi, ban ngày qua chơi mà ban đêm cũng qua chơi là sao? Tôi không thích vậy, mỗi lần mà tôi điện em mà tôi thấy nó qua vậy mà ở xuyên suốt vậy là tôi không thích. Thôi em ơi, riêng chuyện này là anh nói là ghen là đúng. Dạ. Ghen là đúng luôn. Đúng rồi, chị cũng đồng ý với em. Còn cái trận ghen nào dữ dội nữa không? Trận ghen sau này là khi mà về hai vợ chồng rồi em đi học lái xe á, có cái người thầy mà dạy em là cũng do ông xã em chỉ luôn, đưa lại đó học luôn. Thường là đi học á là chiếc xe 4 chỗ á thì một người lái là sẽ có 3-4 học sinh ở sau ngồi ở sau coi quan sát cái người đó. Tự nhiên cái ông thầy này á, ông ngộ lắm, không có cho em lái đầu tiên, cho mấy người kia lái xong cái đuổi mấy người kia về. Còn mình ơn em với ông thầy đó. Cái tự nhiên em chạy, cái để tay lên đùi em. Rồi. Em mỗi lần mà để lên đùi em là em lái xe lên lề. Rồi cái... nhưng mà cái câu chuyện anh nghĩa anh ghen là anh phải biết cái chuyện đó. Dạ, giống như là 2-3 ngày như vậy. Cái ngày mà thứ tư á, ông nói là ngày mai á, thầy sẽ không cho em lái mấy cái đường này nữa, mà thầy sẽ cho em lái xa hơn đi nữa. Đi tỉnh. Dạ, tỉnh. Cái em về qua bữa sau em không dám đi học. Em chưa dám nói với ông xã em luôn, tại vì cái người đó là quen gì đó, ông xã em chỉ em đó. Em cứ nói thôi anh ơi, bữa nay em đau bụng quá, em không đi học đâu. Em làm đủ chiêu trò chưa? Cái nói sao bữa nay anh nhìn thấy em lạ quá. Là Nghĩa nói đó. Dạ. Phải không? Ừ. Cái em mới nói ra luôn. Đó anh Nghĩa là sao? Cái ngày đầu tiên học á là không biết sao là vỗ đầu, giống như kiểu gì lớn ổng lớn tuổi rồi mà, ví dụ như mình nghĩ không có gì đâu. Rồi cái 2-3 ngày sau tôi thấy gì mà không có, thấy hơi khó chịu rồi. Cái tôi tính chuẩn bị chở đi rồi. Anh nói sao biết không? Thôi đi, không học nữa đâu. Học gì đâu mà ông này ông cứ vỗ đùi khó chịu muốn chết. Nói hả, cái gì vậy? gì vỗ đùi gì? Ông nói tôi tức móc điện thoại chơi liền. Trả tiền lại liền, tức cách trả tiền lại hết này nọ. Không cần thiết. Không, vậy là ghen thì đúng rồi. Ghen đúng. Ghen vậy là đúng rồi. Lên máu tăng xong lên. Lên máu mà. Bị cao áp á. Thở lên luôn cả. Thật ra là câu chuyện này là anh nghĩ anh ghen đúng. Đúng ra là phải chặn mặt nữa kìa. Nói chung là có xin lỗi và có xin gặp xin, để mà nói chuyện hiểu lầm. Nhưng mà tôi nói thôi, không có hiểu lầm tại đâu. Tại vì không có hiểu lầm và cũng có những gì anh làm anh biết. Không cần gặp, tại vì cái tánh tôi nóng lắm. Thôi bây giờ bỏ qua cái ghen đi. Tôi thấy ghen là ghen đúng rồi đó. Chứ không phải là ghen trật đâu. Trời, ông còn cái tật xấu gì nữa tôi phải moi cho bằng được. Nhậu dữ lắm luôn. Cái đó tôi tin nha. Nhậu không xỉn á. Ngoài xô xiết đi diễn ra là lịch nhậu full luôn. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu có dẫn em theo không? Dạ có, nhưng mà cái tính em thì nó hơi bị khác người lắm. Giống như là cái chỗ đó mà em không thích rồi, em không có cần dẫn em theo. Cho em ở nhà đi, em ở nhà mình nên em ngủ luôn cũng được đó. Nhưng mà ông xã có một cái ngộ là nếu mà em không đi là ông không đi à. Ừ, mai mốt đừng đi. Dạ, mà hơi làm khó em lắm chị. Giống như nhầm khi em nghĩ là em nhỏ, mà nhầm khi người lớn người ta mời chồng mình đi vậy mà mình không đi thì mình kỳ. Mà không cho đi nhậu cái là nói chuyện hơi bị lớn tiếng. Ừ. Cái em nói, ủa anh, em chỉ không cho anh đi nhậu thôi, sao anh nói chuyện lớn tiếng? Đâu có đâu, tại vì nói vậy thôi à. Quỷ biển. Ông á là đã huyết áp rồi, ông còn đi nhậu được không? Nhậu thì cũng có một cái mức nào thôi chị. Nói chứ không phải nghĩa, là rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình này nha. Nhưng mà sau đó là ngưng nhậu nhiều. Đúng rồi. Rất nhiều người bỏ, chấp nhận luôn, anh em bạn bè giận cũng được nữa, nhưng mà thôi không nhậu. Hồi đó là 10, bây giờ cũng không khỏi tới 4, 3. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi. Nói chung là không có được gọn. Có làm biến công chuyện nhà không? Không có làm biến chị, nhưng mà được có một cái đi làm trước là chị phải đi theo sau giờ. Đó là vậy là bừa bộn rồi. Bộn đó. Dạ. À. Không có làm biến, cái gì cũng làm được hết trơn, quét nhà, lau nhà, làm thay vợ hết luôn, đi chợ nấu cơm luôn. Nói chung là làm hết tất cả, nhưng mà đều có cái đi trước là em phải đi xa em dọn. Có nghĩa là cái em làm được hết nhưng phải có người dọn phụ. Dạ đúng rồi. Mê game đúng không? Không có mê game mà hay coi tin tức thời sự, coi ba cái gì không mà em không có. Có ba gì? Cái thời sự đó là phải coi. Bỏ công việc ra là bắt đầu chụp cái điện thoại. Coi. Ông làm như ông hay không biết. Bà xã hỏi một cái câu này mà mình thấy mình cũng thấy nó cũng mắc cười mà không biết nói gì sao. Tối ngày coi cái đó có ra tiền không? Chờ mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. À. Dạ, em mong muốn qua cái chương trình này thì em mong muốn ông xã em làm tập trung hơn nữa vô cái nghề của mình, tập trung hơn cho vợ, quan tâm vợ, giống như là để ý vợ chút xíu. Bây giờ tới ông đó. Cho ông bức xúc gì ông nói hết đi ông Nghĩa. Hay cằn nhằn á. Đó, đồng ý cái người vợ quá thương chồng, coi như mình muốn chồng thương tất quả gì đó phải nói ra những cái đó là cái đó hay, cái đó tốt chứ không gì hết trơn á. Nhưng mà có nhiều khi á mình nói chứ nhiều khi nó hơi nhiều á.
Tôi nói bây giờ tôi nhiều khi tôi ngồi tôi lái xe cái chuyện đó bà nói rồi mình nghe ừ biết rồi nói nữa cái chạy chút xíu nói chuyện gì đã cái hồi quay lại cái nữa cái hai lần tại vì em nói mà anh không có trả lời nên là em bước xuống em tưởng anh chưa nghe em nói sao đúng nghe được nghe chứ thì anh nghe anh phải anh mới trả lời chứ phải ngồi đó nghe rồi nghe rồi nghe rồi vậy nói gì có nghe không vậy trời đất ơi ngồi kế bên hai người kế bên gì mà họ nói có nghe không vậy trời ơi sao cái gì vậy nghe rồi còn cái tầng sáu gì nữa không nè sáu ngủ hay ghét trời ơi gác phải gác mà có nào gác được cổ không gác cao luôn mà gác cao chứ gác thấp không chịu gác cao lên như nè tên tên tuấn đây nè mà ngực cái ngực của mình là thở mà bác cứ vậy thôi nó không phải gác cao vậy đó trời ơi trời chịu nổi không mà thôi chiều vợ nhưng mà con cái bạn ngủ mê rồi đẩy xuống chứ thở không được ông à, vợ ông mong vợ ông thay đổi gì mà càng nhà thì bớt lại giờ rồi hai người có tính muốn có baby không dạ muốn 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 chúc hai vợ chồng sẽ mãi mãi yêu thương nhau ha hiểu nhau đó và đặc biệt là tháng 11 này bác sĩ báo tin vui qua năm sau chuẩn bị tinh thần để chào đón một thành viên một trọng nghĩa con hoặc là thanh trang con hoặc thanh trang con sẽ đến với gia đình hai vợ chồng này con trai cũng sẽ đẹp bạn gái cũng sẽ đẹp đó. Dạ hai vợ chồng cảm ơn chị cũng cảm ơn trọng nghĩa cũng xin chúc chương trình và tất cả quý vị và tất cả anh em làm chương trình luôn là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, xin cảm ơn nhé. Cảm ơn. Hồi nãy Thạch nó gan lắm á. Mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại. Cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Cái anh kêu, Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch, cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt, cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy, cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn, dạ. Thạch ơi là Thạch. Ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Quân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ, làm bên Cộng Hòa. Rồi, coi dạ. Bây giờ Thạch. Dạ con tên Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà tại vì con có hai em bé nhỏ. À, dạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghỉ, ngày sau đó em vô. Cái mới thấy bạn này mới quá. Tại vì hồi xưa con có quen một bạn, xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn, mấy năm trời luôn. Giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái đến khi gặp cô này. Cái niên thích, cái như bị tan chảy vậy. Cái là con gặp Nhi một cái là con chứ, tan chảy trái tim rồi. Đúng rồi. Trái tim đã hóa đá của. Tại vì mấy chị trong đó toàn là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao? Tại vì dạ đúng rồi con lại con nói chuyện ủa bạn mới hả sao để tóc ngắn xinh vậy Rồi con bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô, lúc đó con chưa có biết tuổi tại con nhìn mặt Thạch già quá cái con xin anh mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi cái con mới nói là thôi Thạch ơi kêu chị em đi tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết đừng xưng chị em Nhưng mà lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn cái suy nghĩ chắc không được đâu mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi cứ từ từ tính tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn đồng nghiệp biết tâm đúng sự không? Là con thầm vậy là bao lâu chắc mấy tháng á hai tháng xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung á mới biết là sao sắp chia tay với bạn trai rồi khoái đúng không cái mấy anh kia nói thôi cứ vô tấn công
Nói thôi thôi, người ta mới chia tay mà niên bay vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô cái quen luôn. Cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh ấy anh tấn công như thế nào? Sao? Tấn công nhẹ hay tấn công nặng? Dạ có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong mà giống như có giác quan thứ sáu á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về, hôm nay mẹ Thạch la. Cưng quá, thiệt thà quá. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương, dễ thương mà. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á, thì đi uống nước, cái xong đang uống nước nói chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa nha Nhi, Nhi ngồi đây mình nha Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á. Tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa, giống như là cứ đi với nhau mỗi ngày từ từ, thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á, ổng mạnh dạn nhất có thể đó. Mạnh dạn nhất có thể á. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con để con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Tay. Mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con vậy. Như mèo hôn gì đó không liếm. Hôn má hả? Rồi, dạ. Rồi liếm mặt luôn. Ê, nó nghe nè. Bộ mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa. Con giữ mùi hương. Ông đánh dấu á, để về. Bà dân bà tả luôn, chết nó giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không? Nó ủa sao hôn kỳ vậy? Lúc đó cảm giác con sao? Nhộn chết luôn. Con nói là thôi mốt đừng có hôn nữa. Mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu. Rồi, vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con hôn kiểu đó không? Hay là lần không, sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Dạ, rồi. Dạ. Chỉ có lần đó duy nhất thôi. Không, dạ. Cũng gần cả tháng á. Hả, tháng là hôn cứ ướt là ướt nhẹp mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Ừ, hôn coi có bị chét phấn được không rồi sẵn thử luôn. Ai nhờ không có chét phấn gì hết. À tức là để mật mật đó hả? Để mật mật. Trời đất ơi. Trời ơi, mất ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mộc. Dạ đúng không? Bây giờ thì biết hôn quy hoạch rồi đúng không? Dạ. Quy hoạch cái bờ môi thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Bây giờ người lớn, bây giờ người lớn ra chưa hay là vẫn còn con nít? Bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ, vừa cũng còn nít, vừa 50 nít 50 lớn. Ủa có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không, làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà con trước mặt con. Dạ con không thấy cái con. Tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi. Cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Rồi con thú nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ. Con lúc đó con khai trước mà, nhớ khai trước. Không có anh Vũ kể. Hồi sáng ông mấy ông làm chung á, ông cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái. Cái vô mặt. Thấy không, lần sau là bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hả, bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi. Là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ con nằm trong viện chắc cũng 1 tháng á.
Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Thạch chăm sóc, nó biết chăm sóc không? Dạ biết, chăm sóc chu đáo luôn. Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy á, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không, Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là một năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng. Thì lúc đó là có hai cái túi phổi dự trữ á, cô với chú. Giống như nó xẹp vô vậy á. Khi Thạch mới dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. Vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có hai em bé được chứ, đúng không? Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Dạ. Được 4 năm rồi. Hai đứa con. Vợ có gì có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng tính. Cứ mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thớt vậy. Cái như là đi ngoài đường thích cái món đó, món ốc đi, ghé ngang, lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố á. Về luôn. Coi như dễ tuột mút. Dạ đúng rồi. Dễ tuột mút lắm đúng không? Dạ đúng. Chứ cái không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh Thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Cái này là dễ bị tuột mút. Dạ. Có không? Ít quánh lắm, kia có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ. Phải chịu biết thôi. Vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn cái gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có khó tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý là bập liền à, chửi. Cái lộn cũng hay cằn nhằn lắm. Nói chung là khó tính nè, cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Còn gì có ghen không? Lúc đầu á yêu thì la thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen. Giống như đi làm á, cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào, nhắn tin lại. Cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu. Giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Tại sao anh lại kết bạn với nhỏ này? Đúng không? Vậy mong muốn Nhi thay đổi điều gì? Nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi phải không? Dạ, đúng rồi. Ghen là cho phép, cho quyền. Dạ, đúng rồi. Cho quyền ghen. Miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng, đúng rồi. Không? Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng khiếp. Nít mà. Giống như mới là 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi cái không có chịu giữ á cô. Con nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thôi, có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra cái về nhà được mấy ngày, tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn á cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ. Ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông ấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con làm sao mà để cho Nhi thành có 3 đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc. Có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch. Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt quá cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Thôi con biết sao không, nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con được có không? Chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Dạ. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Dạ. Mệt con chứ không mệt ai. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con dẹp thành 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ. Dạ, hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Hay quá. Hay quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Vậy mà nói nó vô tâm cái gì. Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy nhận. Trời ơi.
Ôi cưng xúc động rồi. Dạ con cũng biết luôn, con giấu tới giờ. Dạ. Con quá hay, cái đó là con quá hay luôn. Rồi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Dạ, cảm ơn. Cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng, ôm cái dính luôn từ đó. À, dính luôn. À, thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài drama vậy. Lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Trời, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Mời hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa làm sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau á là lúc 7 năm về trước rồi, thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa, rất là giống BD luôn con. Rất là giống BD luôn. Hai đứa tại vì mang đồ body, rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi chung? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bàn ảnh, thì hai bạn cứ chơi vậy, rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em đó, kiểu vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao? Con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái xong mà nhảy nhót cho lắm đúng không? Dạ, không phải nhảy nhót như cái miệng á, cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái xong mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á thì luôn. Mình vớt luôn. Ủa sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng, cái xong nghĩ lại cái sao đi vớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài. Dạ. Luôn cho con, tại bạn đó bạn thân của ảnh ở bên Úc á, thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau, mà thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh tay, rồi mình kiểu mình vịn tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh tay kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu, tại vì thật ra giữa con với là anh tay đó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết, trong những cái giai đoạn mà kiểu vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh tay kia, kêu ra ngoài nói chuyện, xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 thôi. Mặc dù là cũng mới mới bạn kia đúng không? Con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh tay á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xà vô lòng, ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần.
Trời ơi, nó chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Cái cột mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn. Mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á. Khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt, tại con phải tiếp bánh bèo. Mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì anh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận, rước về xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa đó, dạ, về bển về nhà con. Dạ. Ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ, cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô, cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. Luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không con? Tại vì chia tay trên dưới 8 cũng nhiều tại vì từ nhỏ con ở nước ngoài xong rồi cái lối sống với lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống, nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài ma lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có. Đó có là. Đó thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nỗi mà kiểu ảnh không có ở nhà, nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì, rồi mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót rồi ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ cũng buồn nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi bóp chơi với bạn. Thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều. Mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không hay, mà cứ say lên xong rồi nít ơi, cứ nít ơi. Tại vì anh này, con hay kêu anh là Nick. Rồi con khóc lóc, rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái quan sát hôm sau bình thường lại. Bình thường. Là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... Lúc đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là, bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là ảnh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn. Ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ Giang trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không... Mát lòng, mát nên tật xấu thì...
chắc cũng chút thôi. Dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những không cái không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái xong đó, rồi đó là đó. Tật xấu đó, đó. Dạ. Thấy chưa, nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè, rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang dạ. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở lẫy nhà kêu xa, nhưng mà về nhà là rất hết là sức là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy thực ra là nó không phải là thật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặng ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao quá, nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai? Không ai nói tới ai luôn, con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ, khó chịu lắm, kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh anh con cảm giác là anh thương con hơi nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à, chứ cái việc đó là việc đàn ông phải làm rất là nên. Không, ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Yeah. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con. Đó. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Yeah. Cả đời người. Yeah. Cảm ơn Giang với Hưng. Yeah. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, mà còn em nói sao? Em nói chị là đi là cố tình lặng cố gắng ăn ngồi sau cái xe của em. Mà em là em đã không ưa rồi. Em ngồi muốn bún bằng trước vậy nè. Rồi cổ cứ sắp tới. Rồi cái cũng nhậu. Cũng, em mượn rượu cái em tỏ tình luôn. Em thả ra cái nó bắn vô người ổng. Xìu mèo. Luôn. Xìu cái đầu ngủ luôn. Trời đất ơi. Cái đó mà anh nghĩ tương tự giống cộng dây thun mà kéo giãn ra vậy bắn cái bật ra là rồi đó. Em xong rồi. Cái ná mà bắn vậy hả? Hên là em còn xài được tới giờ. Sau đó là có lần nào? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Quốc Duy,
và tên gọi khác của em là Di Khang. Dạ, năm nay em 26 tuổi và công việc của em hiện tại là làm nhân viên marketing bất động sản ở Tân Phú. Chào Di Khang, gọi là Di Khang đi ha. Dạ, ok. Rồi. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và cùng quý vị khán giả. Em tên là Tố Linh, năm nay em 27 tuổi và hiện tại em là cán bộ đoàn à. Lần đầu tiên các em gặp nhau và ấn tượng ra sao? Dạ, lần đầu tiên mà gặp nhau là do em có dịp đi hát cho bên phường của vợ em. Cho nên là em gặp vợ em ngày hôm đó. Mà em gặp em có thích cổ không? Dạ không. Sao? Lý do? Cái tánh em là không có ưa mấy người lượm thượm. Mà cái ngày hôm đó là cái cô gái này rất là lượm thượm. Tại vì phải xách đồ cho mấy em thiếu nhi á. Mà đầu cổ tóc tai rũ rượi á, phải không? Ghê gớm lắm, thấy ghê lắm. Bây giờ tới em nè. Em lần đầu tiên gặp mặt ảnh á, là em có ấn tượng gì ảnh không? Nói chung là cũng có tính mê trai. Nên lúc mà lần đầu tiên gặp á thì em thấy ảnh dễ thương. Rồi cũng hát hay nữa. Nên nói chung là cũng để ý. Cái lúc mà chờ đợi lên sân khấu á, thì em thấy bạn này ngồi mình. Thì em mới tới làm bộ nói em ơi cho chị tự sướng tắm nha. Tại thấy dễ thương mà. Cái xong rồi tự sướng xong rồi thấy ảnh cũng rất là lạnh lùng. Mà cũng không có quan tâm gì hết. Sau bữa đó thì cũng không có để ý gì. Em mới nhắn tin cho cái anh mà bầu xô là bạn thân của ông này, là mà cái anh đó cũng là bạn thân của em. Em mới nói là anh ơi hình như em thích rồi, không có vấn đề rồi, hình như em thích bạn đó rồi. Cái vậy hả? Dạ. Xong rồi cái anh cũng nói là tao thì thấy hai đứa quay cũng hợp á, nên hả tao cũng có ý định là cáp cho hai đứa rồi. Rồi sắp tới đây là đi phượt nè, mày đi không? Về quê của thằng đó chơi luôn. Cái em cũng đi luôn. Sau lúc mà đi phượt xong gắm. Rồi là em mới thả thính ông này. Trời ơi, mà em nói chị là đi là cố tình lặng cố gắng ăn ngồi sau cái xe của em. Mà em đã không ưa rồi. Em ngồi muốn bằng trước vậy nè. Mà cổ cứt sắp tới. Mà tại anh này ảnh lại thích cái bạn gái mà đi chung cái chuyến phượt đó nữa. Tại vì trong chuyến phượt đó đến 6 người lận. Lúc xuống tới An Giang thì tụi em tổ chức sinh nhật cho cái bạn nữ đó. Rồi cái cũng nhậu cũng, em mượn rượu cái em tỏ tình luôn. Tình sao Khang? Cổ nói gì Khang? Trời ơi, cổ lết lại người em rồi. Nói nhựa quá, xịn quá, dẫn đi về đi. Dẫn về gì? Dẫn đi sao? Về đi về, tụi em ở chung mướn chung một cái phòng khách sạn á. Ba sáu người ngủ chung một phòng. Rồi về phòng sao, có ai trong phòng không? Không, nhưng mà lúc đó em mệt hơn. Em dọn đồ ối của bà này. Hả, là xỉn thiệt đó. Xỉn. Nói chung là mình xỉn nhưng mà mình vẫn còn cái ý thức. Rồi xong rồi sẵn có rượu vô cái mạnh miệng lắm. Lúc đó nói mấy người với lại tôi với mấy người, tôi thích mấy người á, rồi mấy người tính sao. Rồi em cũng biết lúc đó em làm gì nữa. Nói chung là em... Rồi gì làm gì? Em có nắm tay ông này nữa, em không cho ông đi. Tự nhiên ông hung em luôn. Em dọn xong rồi em phải lấy lại cái gì động lực chứ. Bù lại cái chuyện em làm chứ. Mà hung sâu không? Lớt lớt hả? Có tình cảm chưa? Hung xong rồi là cái cảm giác em sao? Thì nó cũng nhẹ nhàng hơn tí xíu. Bớt ghét lại nó chứ. Bớt hơn tí xíu rồi, tại môi cổ cũng mềm. Mà đến bao lâu thì Duy Khang mới có cảm tình với cô? Xong rồi về cái em mới hỏi là sao hôm đó hung chị, vậy là có thích chị không? Cái xong ổng vô tình lắm chị, phủ phàng luôn. Nói một câu, em cũng là con trai mà chị. Trời ơi, xét đánh ngang tay chị ơi. Cái xong rồi em cũng quyết tâm là phải cưa cho ông này khi nào dính thôi. Rồi xong rồi lúc đó bỏ cho bỏ ghét. Bây giờ lỡ phóng lao phải theo lao. Dạ, xong rồi cái sau đó là mấy cái bữa mà ổng đi hát ở quán phòng trà, cà phê á. Là bữa nào ổng đi hát là em cũng ra cái quán đó. Tại vì ổng hát chung với cái anh bạn thân luôn. Bà em nhớ thời gian nó mắc cười lắm anh chị. Em đi hát, mà cái phòng trà của em á thì nó phụ thu rồi nó cũng cao lắm. Cũng cao tiền lắm, mà một tuần em hát 3 buổi là cũng đi đủ. Lần này giống như là cổ biết là em không có ưa cái gu bụi bặm á. Cho nên là cổ bắt đầu thơm tho sạch sẽ hơn. Cổ mặc váy nữ tính hơn. Cổ mặc váy xòe nè, mặc sơ mi trắng đồ đi coi em hát đồ. Có nhiều lần em cũng để ý và những cái đó nó làm cho em cảm thấy là cái cô này không phải lúc nào cô cũng xề xòa. Cho nên là em cũng bắt đầu rung động. Em coi lại em rung động tại vì thấy người ta cứ tươm tướp tới mình mà người ta cố gắng lắm. Coi như là ông hay rủ đi chơi mà có bao giờ ông rủ đi xa? Một tháng mấy sau khi đi phượt về là tụi em có đi một cái chuyến gọi là đi dàm cỏ đi xuống dàm cỏ nhậu, cũng ở khách sạn luôn, mà khách sạn chung 4 người lận, cũng xịn nữa. Mà lúc đó là 4 đứa là say rồi không còn biết gì luôn. Cái lúc này tự nhiên ông này hứng lên móc bao cao su ra.
cái cặp kia thì cũng xỉn, không còn biết gì hết. Tự nhiên ổng tự theo bản năng chồng bao cao su vô. Em thì em đi kéo cái bao ra, cái búng vô. Nó bật ngược vô người em chị. Em kéo ra xong em thả ra cái nó bắn vô người ổng. Xìu luôn. Xìu cái đầu ngủ luôn. Trời đất ơi. Cái đó mà anh nghĩ tương tự giống như cộng dây thun mà kéo giãn ra vậy, bắn cái bật ra là rồi đó. Em xong luôn. Cái ná mà bắn vậy hả? Hên là em còn xài được tới giờ. Sau đó là có lần nào được không? Dạ có một lần là nhậu ở bên nhà ổng. Cũng nhậu nữa? Dạ, tụi em toàn là nhậu mới có can đảm. Không có hứng. Thì này là chủ động luôn, dẫn em lên lầu ngủ. Rồi văn mùng này nọ, em tưởng là văn mùng cho mình ngủ thôi, lát chui vô. Xuống dưới nhà nhậu tiếp. Xong rồi đến khuya là tự chui lên luôn. Rồi xong rồi vậy đó. Là chuyện gì đến sẽ đến dạ. Đúng không? Thì em cũng là con trai mà chị. Sau lần đó thì bao lâu thì hai em lấy nhau? Cũng dạ, hơn 2 năm sau. 2 năm. Rồi công việc hát của em có ổn định không? Lúc quen nhau thì em vẫn đi hát bình thường vậy thôi. Rồi sau đó thời gian cũng khoảng hơn 5 sau mới nghỉ. Hai tụi em bán giày. Đi bán giày. Bán giày ngoài đường. Nhưng mà vì cái công việc mà bấp bênh của Duy Khang vậy đó, nó có khi nào khiến cho em chán nản mà chia tay không? Có anh, cái thời gian tụi em bán giày xong rồi, cái thời gian ổng đi thực tập là khoảng 3 tháng. Thì giống như là xa mặt cách lòng vậy. Với lại em đi chơi, mình là con gái mà đi chơi mà cứ bao hoài thế cũng buồn. Rồi nhìn bạn mình cái nó cũng khoe bạn tao mới mua điện thoại cho tao rồi này nọ. Rồi cái mình thấy vậy cái mình tủi. Cái bắt đầu mình nghĩ là không biết cái anh này là mua mốt anh có lo được cho mình không. Lúc mà anh này đi thực tập về, cái lúc đó em lơ lơ. Đêm đó không biết nghĩ gì, cái nhắn tin nói xa nói gần. Cái anh này anh cũng hiểu ý. Anh nói cái em nói chia tay. Nếu mà em nói chia tay em ấy nấy thôi, để anh nói trước cho. Mình chia tay đi. Rồi tự nhiên ông nói mình chia tay đi. Cái tự nhiên em khóc. Nước mắt không phải khóc nữa mà tự nhiên nước mắt nó rơi. Mà bữa đó em đang ngủ với má em mà em thúc thích. Cái má em nói bộ mày chia tay hả? Mày khóc dữ vậy? Chắc vậy á má. Rồi chia tay được bao lâu? Qua ngày hôm sau em trời ơi nó lâu dễ sợ luôn nha. Nhắm mắt mở mắt chị là quề luôn. Là nguyên đêm đó em không ngủ luôn á chị. Nhưng mà lúc đó em sao? Lúc đó là em cũng biết cái cảm giác của vợ em là tuổi thân với bạn bè. Như là mình còn sinh viên, mình chuẩn bị ra trường, mình chưa có việc làm đồ này nọ. Cho nên là không có cái gì gọi là ổn định hết. Mà cổ thì cổ cũng tới tuổi phải cưới rồi. Lúc đó tụi em quen nhau hơn 2 năm rồi. Dạ, em đặt kế hoạch cuộc đời em là 27 tuổi em phải cưới. Mà năm đó em 26 tuổi rồi. Còn năm nữa đó. Sau cái buổi mà chia tay dài như vậy đó, thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Năm sau ạ. Năm sau, đó cũng gần 2 năm là rồi. Là tụi em quen nhau 3 năm mới cưới đúng không? Dạ. Rồi cái vậy? Đêm tân hôn mà làm gì? Đang ngồi đếm tiền chơi. Đêm tân hôn tụi em mượn tiền đặng làm đám cưới á. Cho nên là phải súng lại đếm tiền, đặng trả tiền cho nhà hàng. Trời ơi, đếm tới em đếm tới 12 giờ mà nhà hàng cũng chịu đợi 12 giờ để chồng tiền lại. Mà cũng hên là lời á chị, không nói lỗ không biết tiền đâu ra nữa. Lời đâu? Lời mà lời. Cuối cùng có lời không? Không, có lời. Lời sao không? Lời vàng. Em lời anh á. Đúng rồi, em lời anh á, đúng rồi đó. Bây giờ nè, đến cái phần khai tật xấu. Đúng rồi đó. Của đối phương. Đại hội danh mặt. Em biết mà đúng không? Em giờ khui đi. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì cũng tốt nhiều cái. Nói chung là em làm bên đoàn thì về công tác truyền thông rồi photoshop này nọ là ảnh thức khuya dậy sớm làm cho em luôn. Rồi nhờ đi hát giùm cho phường cũng đi tuốt hết. Nhưng mà có một cái càm ràm em tối ngày. Em thì nhỏ lớn giờ không có đụng vô việc nhà. Em cũng nói trước là cưới em về là công việc nhà chắc là thời gian đầu em cũng chưa có làm được đâu. Tại thứ nhất là em còn làm cán bộ đoàn. Mà đi sớm về khuya suốt, nhất là trong cái dịp hè, ảnh càm ràm em hoài. Nhiều khi em về em rất là mệt luôn mà mặt ổng cứ một đống chầm dầm. Nhiều bữa là em mệt mà em thấy cái mặt ổng như vậy cái em tức, em buồn á, nhiều khi em khóc luôn. Ừ, giờ cũng khóc nữa kìa. Giờ khóc luôn rồi đó, nghĩ lại còn thấy uất ức á. Rồi còn tính gì nữa không? Với lại hay nói quá chị. Nói quá về sao? Việc gì? Giống như là tặng em cái nhẫn đính hôn, cái em hỏi ủa này bạc hay bạch kim vậy? Không, nói bạch kim đó. Em đeo một thời gian tại vì da em nó bạc là hay bị đen lắm. Em đeo ủa sao đen thui vậy, bạch kim vậy mà đen thui vậy? Nói thiệt đi, bạch kim hay là bạc? Bạch kim mà, anh nói bạch kim mà. Nhưng mà là bạc. Cuối cùng là bạc. Dạ đúng rồi. Nhờ em nói vậy mới giữ chứng nhận tới giờ, thôi là dục đâu mất rồi anh ơi. Đồ em tặng không có gì mà giữ, ví dụ như em tặng nguyên một bó hoa gì luôn, hôm trước hôm sau cũng thấy đâu đâu trong cái xó nhà
chứ không có gì. Thế nên là phải nói quá lên. Không, em phải nói quá lên. Ví dụ như là em mua một bó hoa này mà nó em mua có 50 ngàn à, em đem về em nói 500 thì để ra còn sót sót tiền mà giữ đâu đó. Hoặc là đem lên chân hay là cắm cũng được vài ngày đi. Rồi bây giờ tới em đó, gì khen. Kệ xấu vợ em. Xấu không? Cái tật đầu tiên giống như những ngày đầu tiên gặp đó, lê thê lết thết lượm thượm rồi suốt ngày đi về đầu quăng cái áo khoác lên cái sofa, để cái nón bảo hiểm lên cái bàn, xong rồi đậu cái xe vô ngang dài vậy nè, rồi bỏ ra dài quăng góc. Cho nên là bị càm ràm đúng không? Bắt đầu em mới về em càm ràm, ngày đầu tiên không được thì ngày thứ hai, thứ ba, nay là hơn 300 mấy ngày rồi. Mà bây giờ thấy có thay đổi không? Y chang như ngày hôm qua. Có mà. Có đâu. Em tiếp thu đèn. Cái nón bảo hiểm còn nằm trên bàn nhà kìa. Đúng là đại hội dạch mặt. Rồi tiếp đi, còn thật xấu gì không? Với ví dụ mà nếu về thời gian với công việc rồi đó, là cổ tập trung cho cái chuyện của xã hội với công việc nhiều hơn là về nhà. Nguyên năm nay em ăn cơm ở nhà được đếm với đầu ngón tay mấy cái à? Đây mới là cái quốc ức đây nè đó. Đó. Người mà ta tại cũng vì... ức bao nhiêu lâu lắm rồi bây giờ người ta mới phọt ra đây nè. Mà tại vì cái đó đó em mới càm ràm. Giờ đi làm mệt về nhà nhưng mà cái chuyện đó có mệt không? Dạ. Trời, cái chuyện đó là em nhiệt tình lắm luôn á. Tại vì trước khi mà lấy ổng về là được mấy cô phụ nữ ở trên phường là cô được giáo dục tốt về vấn đề. Cố vấn dữ lắm luôn. Là mấy cô nói là mày mà muốn giữ chồng á là đầu tiên á nó trước khi ra đường là mày phải tước hết súng đạn của nó. Tại vì đàn ông mà khi mà ra đường á luôn luôn thích nhìn cái đẹp. Mà nếu mà nó không còn súng đạn thì nó chỉ nhìn thôi chứ nó không làm gì hết. Trời ơi. Nên em tiếp thu, mấy chuyện này em tiếp thu dữ lắm. Mệt là cỡ nào đi nữa cũng tước súng em đạn. Em mệt cỡ nào, ổng giận cỡ nào, em buồn cỡ nào là tối cũng mò đè ra. Mừng thật. Đè ra phải tước súng. Duy Khang thì sao? Bị tước như vậy thì em cảm thấy thì sao? Em cảm thấy sướng. Em đồng ý với cái chuyện bị tước súng này à. Rồi nhân đây đâu thì mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em sắp xếp thời gian lại đó. Tuần thì cũng nấu cho em được 3 bữa cơm ở nhà nhiều hơn tí xíu. Rồi tới em. Dạ thì chồng em thì nói chung là cái gì cũng tốt hết. Nói chung là lãng mạn. Lúc mà trong đêm đám cưới cũng hát tặng em một bài. Em chỉ mong muốn là ảnh bớt càm ràm em. Với lại thật sự ra giữa công việc của em đã quá nhiều rồi và em cũng bị áp lực. Nên khi mà cảm thấy em không được vui á thì ảnh đừng có nói. Khi mà đợi em cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi á thì ảnh nói thì em sẽ tiếp thu thôi. Cuộc sống vợ chồng thì hai đứa thì cũng biết tự biết dung hòa với nhau rồi. Nhưng mà nè, nó nghe nè, cái bài hát đó mà em tặng vợ em còn nhớ không? Dạ, nhớ suốt đời chị. Vậy hả? Tới dạ. Bây giờ nè, đó. Hát lại một đoạn thôi. Dạ. Con ca khúc đó giống như là ngày hôm nay là ngày cưới của các em vậy đó. Dạ. Xem như đây là sân khấu của em. Đúng rồi. Dạ. Thì bài hát đó được bạn Trương Quang Hiếu sáng tác cho vợ chồng em có tên là Anh Yêu Em Bí Thư Đoàn Thanh Niên. Chỉ khi em hé môi cười, dù lòng anh đang bao xa ngoài khơi, từ bấy lâu nay anh chờ em, anh chờ đã bao lâu rồi. Giờ đây ta đang ở nơi đây, anh xin tiến lên, anh xin nắm tay, anh xin đưa em đi cả cuộc đời dài lắm, từ đây cho đến mai sau. Thôi, cảm ơn hai em. Từ đây cho đến mai sau, anh chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc như thế này và nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Rồi, cảm ơn hai em. Lúc em cũng sợ. Trời, ông đi đường tắt đó chị. Em nói ủa sao hôm nay tự nhiên ông đi cái đường gì mà thấy ghê vậy trời. Không có đèn gì hết á. Chắc có ý đồ gì á. Em cũng hơi rung rung. Cái xong rồi chỉ nằm dậy, nhưng mà một hồi cái có ý đồ. Không có chịu nằm yên. Nhưng mà nhất quyết chống cự không có cách nào tuột được hết. Tại vì cái đó, cái váy em mặc là cái chân váy jean đó chị. Váy jean rất là khó mở. Mình phải đứng, mình mới mở cái nút ra được. Chứ em cũng tự vệ từ trước rồi đúng không? Đúng, em cũng suy nghĩ gì thiệt. Xong ảnh đâu có tuột xuống được đâu. Trời, ổng khôn lắm, ổng tuột lên. Bị em cản nó không cởi được là ổng tội nghiệp nhỏ không? Tội nghiệp thằng nhỏ hay con nhỏ? Và bây giờ mời quý vị dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai.
xin chào hai em. Trời ơi, một cái đầm rực rỡ như một nàng công chúa. Dạ chào anh chị. Chàng hoàng tử. Mời hoàng tử và công chúa giới thiệu về mình. Dạ chào anh Húc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả mặt trường quay. Em là Lê Đình Trung, năm nay em 33 tuổi, nghề nghiệp là kinh doanh. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Nhi, năm nay em 31 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em họ của vợ em, là bạn của cháu em, rồi mới giới thiệu cho em. Rồi sao? Rồi cái mới cho số điện thoại, rồi cháu em cũng lấy về đưa lại cho em. Lúc đó em cũng đang ế, cũng không có quen ai hết. Thế nên em cũng nghĩ thôi, nhắn tin thử coi sao, không biết sao quen thử thôi. Hay ngờ thấy cũng trả lời luôn. Nói chung á, em thường thường ai mà nhắn tin làm quen em rất là ghét. Mà không biết sao bữa đó buồn buồn là trả lời tin nhắn của ảnh. Thời đó là chat Yahoo á. Rồi hai đứa có chat chích một thời gian với nhau rồi sau đó mới gặp nhau. Các em nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp nhau ở ngoài đời? Nhắn tin nhau khoảng 3-4 tháng gì đó. Ôi, dữ gì hả? Dạ. Ủa lúc đó nhưng mà em là ở đâu? Em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó em ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà em ở ngoài bến xe miền Đông á. Còn ảnh là nhà trong quận 12. Là hôm đó là vợ của em vô nhà dì, là nhà mẹ của con bé em họ đó. Rồi cái hai đứa mới hẹn ra quán cà phê. Thế thì lân tân vô mặt quần đùi nhau thun, thấy cũng ngộ, thấy lùng lùng, thấy cũng dễ thương. Lần đầu tiên em gặp ảnh là thấy kiểu giống như là hơi phá cách. Ảnh hồi xưa để tóc dài hơn bây giờ. Nhìn bụi. Nhưng mà nói chuyện thì anh thấy ảnh rất là hiền. Bạn này có cái nét mà giống như không phải người Việt Nam mình á. Dạ đúng rồi, em nhìn hơi Hàn Quốc á. Dạ cho nên cũng thích. Thích không? Em thích không? Thích. Sau cái hôm hẹn hò đó đó là bao lâu thì chính thức yêu nhau? Sau hôm hẹn hò là được mấy ngày thôi, là hẹn đi làm sen. Thì hôm đó là có cháu của em. Chắc đi đập dịch rồi á. Dạ, đi nguyên đập. Có đập dịch không? Có mấy đứa cháu là phải đi đập dịch. Đứa nào mà đó, đứa nào phải đập dịch chứ. Lúc mà đi thì có giạt ra chút, tự hiểu với nhau rồi cứ nắm tay nhau luôn. Rồi cái là giống như ngầm hiểu là hai đứa thích nhau rồi. Là từ đó là quen luôn. Lần đầu tiên hôn nhau là ở đâu? Sau cái lần đi chơi đầm sen nó khoảng hơn tháng. Đi uống nước mía. Thì đi đường nước mía thì chỗ đó nó hơi hoang vắng chút, đi nó tối tăm lắm. Lúc em cũng sợ. Trời, ông đi đường tắt đó chị. Em nói, ủa sao hôm nay tự nhiên ông đi cái đường gì mà thấy ghê vậy trời. Không có đèn gì hết á. Chắc có ý đồ gì á. Em cũng hơi rung rung. Mà cuối cùng là quẹo hồi là ra cái chỗ đó là ủy ban xã rồi bán sinh tố lề đường đó anh. Rồi ngồi uống nước thôi. Hết sợ. Nói chung cái chỗ đó thì gần cái chung cư nó cũng tối vắng vắng. Rồi ngồi uống nước mía nói chuyện hồi cái em hung cả. Hung lén cả. Nhưng mà có bị chống cự không? Hay là cũng xuôi theo, xuôi chiều mắt mái? Xuôi chắc cũng thích lắm. Dạ cũng thích mà. Bao lâu các em mới có chuyến đi chơi xa? Sao không? Ủa em vậy em tò mò ghê luôn á. Sao mà cái tự nhiên mà hỏi hoài vậy? Cục thiệt á. Từ ngày gặp nhau tới lúc đi chơi xa là khoảng hơn một năm. Đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt. Đi 4 ngày. Tối ở sao đâu kể nghe đi. Nói chung là đi lên đó thì lúc đầu là cũng mướn phòng giường đôi. Nhưng mà rốt cuộc thì sử dụng có cái giường thôi. Dạ nói chung á là em đi chơi thì cả ngày về mệt. Thì lúc đó là nằm nghỉ mệt vậy đó. Cái ảnh mới đầu ảnh nằm giường bên kia. Xong rồi tự nhiên cái hồi cái ảnh bay qua giường em. Cái ảnh nằm kế em là giống như vòng cái tay ôm vậy đó. Rồi thì em cũng nghĩ là chắc nằm vậy, tâm sự vậy thôi. Cái xong rồi chỉ nằm dậy nhưng mà một hồi cái có ý đồ. Không có chịu nằm yên. Mới đầu cũng ôm này kia. Trong hồi có em có ý định là ấy, em mới tuột cái váy. Nhưng mà nhất quyết chống cự không có cách nào tuột được hết. Tại vì cái đó cái váy em mặc là cái chân váy jean đó chị. Váy jean rất là khó mở. Mình phải đứng mình mới mở cái nút ra được. Chứ em cũng tự vệ từ trước rồi đúng không? Đúng rồi, em cũng suy nghĩ gì thiệt. Xong ảnh đâu có tuột xuống được đâu. Trời ông khôn lắm, ông tuột lên. Làm tóc mấy em luôn nhớ cho nhanh. Bị em cản đâu có cởi được lắm. Lúc đó đâu có chống cự được đúng không em? Dạ. Tội nghiệp nhỏ không? Tội nghiệp thằng nhỏ hay con nhỏ? Sau cái lần đi chơi đó là bao lâu tụi em mới kết hôn? Thật ra thì lúc đó là tụi em học đạo. Tính học đạo xong là kết hôn. Nhưng mà mẹ em có bầu á. Mẹ em bị mất em trai xong có bầu lại. Cái em thấy mẹ có bầu đám cưới thì nó kỳ. Đợi mẹ đẻ xong rồi mới ra cưới. Mẹ đẻ xong ra thì mình thấy giống như em mình còn nhỏ đi lấy chồng nó sao sao á. Cho nên cái em lại hoãn cưới nữa. Lúc em trai em 3 tuổi là 5 năm sau khi quen nhau là tụi em cưới 24 á. Chứ mà lúc đầu là khi mà em giới thiệu bạn trai thì ba mẹ em có đồng ý liền không? Dạ không.
Thật ra lúc em quen ảnh, cái biến cố lớn nhất của tụi em là gia đình em ngăn cản. Lý do? Tại vì chị Vân biết rồi đó, người lớn mà nhìn giống như đằng con trai mà để tóc tai dài dài, hồi xưa đeo bông tai nữa, có còn cái lỗ sỏ đó, mặc đồ rách rách, mặc đồ kiểu như bụi bặm á, thì người lớn người ta nhìn người ta đâu có thích mất đâu, mất hồn dạ mà. Nghĩ là trời thằng này chắc nó quậy dữ lắm này kia, nhưng thật sự anh rất là hiền. Sau đó thì cũng đấu tranh một thời gian thì ba mẹ cũng chấp nhận hiểu ra. Như vậy là tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? 5 năm rồi. Tụi em được mấy bé rồi? Đợt thì là tụi em có thả thì nó bị mất. Không may thì bị mất. Hiện là bây giờ chưa có cháu nào? Dạ. Chưa luôn. À vậy là trách nhiệm của anh Thuận nặng nề lắm mà. À nha. Em nghe nói nhận lời chúc của anh rất là hên. Trời ơi, tiếng lành đồn xa. Ba em dưới quê nói trời ơi, đi chương trình nó về là có bầu. Mày mốt ngồi kế nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, có ông mụ nhân dân đó. Thôi bây giờ chúc nữa anh sẽ chúc nha. Dạ. Bây giờ lấy nhau 5 năm về, anh thấy chồng em rất là hiền. Vậy thì có tật xấu gì không? Hiền hiền với con người đó hoàn hảo được. Ảnh có cái tật em rất là ghét, ít nói quá, ít nói quá làm cho em khó chịu luôn á. Không chịu nói chuyện hay sao? Giống như là mỗi lần gây lộn em đang bực á thì mình nói đi, giống như là mình phải nói ra mình mới hết bực. Không, em càng nói ổng càng im, càng nói càng im, em càng điên lên thêm nữa. Nhưng mà có khi nào nóng tính không? Tại thường những người ít nói á, đôi khi là những người rất là nóng tính, cọc tính. Cọc cũng có một lần nóng xém ly dị. Lần đó là hồi tháng 7 năm ngoái là sinh nhật của dì em. Thì lúc đó là có bia rượu vô chút chút. Em nhờ ảnh là chở Dượng đi về nhà bằng xe máy. Mà ảnh không có biết đường khu đó, thì ảnh không có chịu đi á. Mà ảnh đứng anh cái kiểu lằn im im á. Cái em bực, em bực cái vô trong bàn tiệc. Em cầm cái chìa khóa em quăng ngay cái bàn tiệc thiệt. Cái đó là lúc đó em nóng thiệt. Thì lúc mà em quăng cái bàn chìa khóa xong là ảnh bỏ đi luôn. Em cứ tưởng là ra đứng thôi, nhưng mà một hồi sau em đi ra thì không thấy ảnh đâu hết, ảnh đi đâu mất tiêu luôn. Bé em nó mới chở em đi kiếm ảnh là kiếm không có ra. Xong rồi điện thoại quá trời luôn. Cái ổng mới nói là tôi chịu cô hết nổi rồi, thôi mình ly dị đi. Trời ơi, em nghe ổng nói cái câu đó là giống như là tim em nó ngừng đập luôn á. Là lúc đó là nước mắt là nó khóc quá trời khóc luôn. Khóc nói anh nói cái gì vậy, anh nói gì vậy, đâu có gì đâu mà anh đòi ly dị thế này kia. Mà ảnh cướp mấy cái rột gọi là không bắt máy luôn. Rồi kiếm chừng nào mới ra? Cuối cùng cái qua 12 giờ đêm cái hình như hết rượu hay sao á, cái mới nhắn tin cho em kêu là anh đang ở ngủ bên nhà anh của anh nè. Rồi cái em vậy thôi đó. Đó là lần đầu tiên nóng tính á. Dạ lần đầu tiên em thấy anh nóng tới vậy á. Rồi tật xấu gì nữa? Bê bối, bừa bộn quá. Ví dụ như là đi về là từ phòng khách tới cái cầu thang cho tới cái chỗ nào cũng có đồ của ảnh hết á. Quần áo em xếp trong tủ là ngăn nắp á, thì ảnh là lấy đồ ra là nó tè le tè lưa luôn. Hình như em thấy ảnh cũng hết tật xấu rồi. Rồi bây giờ tới Trung đó Trung. Giờ em thì nóng mà không thể tả nổi luôn. Nhiều khi em nghĩ không tại sao có con người nóng tính cỡ đó. Cái hành vi như thế nào? Giống như là một lần là đi mua bông để tặng sinh nhật của má vợ. Thì vô tình cái bà nó bao gói bông sao có xấu đó. Mà nói chung là tấm lòng mình tặng cho má thì nhiều khi má cũng vui rồi. Là hả, nhận gói bông xong là đi ra đường định dục thùng rác nè. Cản xong hậu định lấy bông đập đập cho banh hết cũng được. Tức quá không thể nào mà ấy được. Mà em nghĩ cái chuyện nó cũng lỡ rồi thì mình tặng cũng được thôi. Là phải đập đứng giữa đường la ó sùm hét lên vỡ lòng phổi. Mỗi lần nóng tính là hả, đập đồ, đập xong rồi bắt đầu là mở cửa bung chạy ra đường. Chạy ra đường làm gì? Bất kỳ nơi đâu chạy ra đường đứng vậy đó, không chịu về nhà. Không, xách xe đi chứ mới là chạy bộ. Mà ví dụ 12 đêm 1 giờ sáng 2 giờ sáng gì cũng đi hết, không cần biết giờ giấc luôn. Vậy em có đi kiếm không? Em đợi khoảng 15 phút xong mới đi. Tại em đứng cũng đâu đâu gần nhà thôi. Thấy là lại năn nỉ, mà năn nỉ trung bình phải từ 2-3 tiếng cho nên mới chịu về. Trời ơi, hai chồng cứ thân sơ thất sở ngoài đường vậy đó. Có hôm đứng tới 4-5 giờ sáng mà hôm đó chạy bão nữa. Trời mà mưa mà đứng đung mà mặt tái mét hết luôn. Nhất mà đung không chịu về. Về qua ngày hôm sau có độ bệnh không? Có chứ. Còn tật xấu gì nữa? Là giống như là cảm giác như khó tính, hơi thái quá, khó tính quá. Giống như trong đập chiếu phim, coi phim thì trời cũng tối, với ai cũng chăm chú nhìn màn hình rồi, tao biết đâu. Nhiều khi em hơi buồn ngủ, ngáp cái, quậy bập. Quýnh em á. Chắc cũng bập. Đúng rồi, chị, giống là mình phải lịch sự kiểu vậy đó. Nhưng mà em nghĩ lúc đó ai thấy đâu. Còn tật xấu gì không? Khai hết đi là tối nay về hoạt động là không chừng có em bé liền á. Em đi về thì em có hai cởi đồ để đó. Nằm nghỉ chút rồi bắt đầu cầm đồ đi dẹp. Chưa gì thấy anh quăng đồ bề bộn, anh ghét cái tính bề bộn. Có vẻ như em áp lực quá đúng không? Đúng rồi, áp lực gì lắm. Sao ở nhà anh đâu có nói như vậy đâu. Em mà nói ra là lại lớn chuyện. Nhân đây thì mong muốn cô ấy thay đổi điều gì, nói luôn đi. Chuyện lớn nhất là anh muốn thay đổi là em, mỗi lần em nóng thì cũng nóng nhưng mà em phải suy nghĩ lại cái cảm giác của người kế bên nữa. Chứ không phải là cứ nóng là bung hết.
những lần như vậy anh sẽ tổn thương. Anh cũng đàn ông nhưng cũng biết tổn thương vậy. Rồi còn Nhi, Nhi mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ em thì mong muốn là ảnh là sẽ bớt bừa bộn lại, với lại là nói nhiều hơn một chút. Ví dụ mỗi lần em giận em nói cái vấn đề đó, tại sao anh như vậy, thì mình phải trả lời lại chứ đừng có im lặng. Giống như là mỗi lần ảnh im thì làm em nóng lên, mà em nóng lên thật sự là em không có kiềm chế được. Nhưng mà nhiều khi nói ra rồi cái lộn sao? Chắc ảnh nghĩ vậy. Nhiều quá khi em, rồi. Em có mấy lần em nói nhưng mà nói ra là cái ý kiến không bao giờ tiếp thu, cho nên em không nói nữa. Đó, cho nên làm biến. Mà càng ngày mà nếu mà cái tình trạng này không thay đổi là sẽ không nói nữa đó. Đó là nguy hiểm á. Ừ, cái đó là chị nói thiệt. Em có nghĩ là vì mình hay bị bốc hỏa đó, nóng, nóng quá bị bốc hỏa. Mà cái việc mà con có con á, nó cũng bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Để mà... Chắc vậy quá đó. Tại vì lúc em có bầu thì rất là khỏe bình thường, không có bị gì hết á. Nhưng mà không hiểu sao lúc đi khám lúc 9 tuần mấy thì lại là bác sĩ kêu là thai lưu. Thì thật ra cái lúc đang trong quá trình có thai thì em cũng có, trong cái chuyện kinh doanh online của em á, nó có gặp trục trặc á, em cũng có bực bội. Cho nên là chắc nhiều khi do chị Vân thì nó bị ảnh hưởng đó cưng. Dạ. Nói chung là vậy nè, theo chị nha, khi mà mình đã là vợ chồng rồi, mình phải giống như là ăn thua đủ cho bằng được. Chứ ông nói một câu mình phải nói một câu. Dạ. Hoặc là mình phải chiến thắng cho bằng được cái lý lẽ này. Chị nói ví dụ mình thắng chồng mình cũng có gì vinh dự hết trơn, hoặc ngược lại mình thắng vợ mình cũng có gì vinh dự hết trơn. Em hiểu chị không? Tại nó không được thêm một cái gì cả, mà nhiều khi mất đi mà mình không biết. Cho nên nãy chồng có nói là để em phải biết cái cảm xúc của người bên cạnh, để người ta bị tổn thương. Thành ra là đó, bây giờ mình phải tiết chế lại chút xíu. Và anh hy vọng là em bé xuất hiện thì sẽ cân bằng thôi. Thì nhân đây là cũng xin chúc cho Trung với Nhi nghe cuộc sống luôn luôn vui vẻ ha, hạnh phúc nha, công việc thì ổn thỏa. Và đặc biệt là qua năm sau, một thành viên thứ ba sẽ xuất hiện trong gia đình của em. Một thành viên tuyệt vời, mà nếu được song thai luôn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn các em. Cảm ơn chị.